Robot Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2019, Robot Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu vị một bộ nội thất phòng khách. Đây gọi là một siêu phẩm hoặc gỗ mun. Được Robot Thanh Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần móc, vừa mang ở xưởng sản xuất ra. Đây là vẫn là phần móc còn nguyên mộc, còn chưa cạo lạo, chưa giấy ráp gì cả, nó vẫn là phần thô. Sau khi chúng tôi quay video clip xong, chúng tôi sẽ hoàn thiện phần nguội, sau đó là mài giấy ráp thật kỹ rồi hoàn thiện. Và bộ sản phẩm trên đã có chủ nhân. Phía ngoài đây là bộ bàn ghế Âu Á hộp đầu voi, bộ bàn ghế Âu Á hộp trương voi, bộ bàn ghế Âu Á hộp trương voi hàng siêu VIP bằng gỗ mun, gồm có 8 món, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn kẹp và một bàn đầu bàn, cộng với hai đôn ngồi. Cái đôn ngồi như chúng tôi đang vứt ở góc kia nó hơi chật một chút. Bộ này gồm có 8 món. Bộ sản phẩm trên là bộ Âu Á hộp đầu voi trương voi này, kích có chủ nhân ở thành phố Hải Phòng đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và chủ nhân là một số khách hàng đến từ nước ngoài, chúng đang công tác sinh sống và làm việc ở nước ngoài, và chúng đặt hàng về cho gia đình ở thành phố Hải Phòng. Và phía trong này là một chiếc kệ tivi mõ đồng tiền liền khối mặt bằng. Đây là kệ tivi mõ đồng tiền mặt bằng bằng gỗ mun hàng siêu VIP luôn. Với riêng cái kệ này phải 5-6 người mới khênh được cái kệ này, và cái đoạn dài này cũng phải tầm 6-7 người mới khênh được. Nó rất nặng, bởi vì Thành Luân chúng tôi là làm có sản phẩm là hàng VIP, VIP luôn, hàng thửa đẳng cấp đỉnh cao, hàng toàn bộ là hàng VIP. Các bộ Âu Á hộp và như ý tay thẻ bài của Thành Luân chúng tôi, và gỗ mun này nó được gọi là một siêu phẩm, bởi vì nó rất chi là đẹp và rất chi là dày dặn, và chọn vân chọn gỗ từ A đến Z, từ đầu chí cuối. Gỗ chúng tôi làm không tiếc gỗ. Thành Luân chúng tôi là một cơ sở lớn chuyên sản xuất về các cái chất liệu gỗ có giá trị cao. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Trước tiên là bộ bàn ghế Âu Á hộp trương voi được chọn vân chọn gỗ, đây mới là phần thô thôi. Phần thô nên là chúng tôi là cần chưa cạo lạo và mài ráp. Cạo lạo mài ráp xong thì cái vân gỗ nó sẽ sạch bụi đi, nó sẽ nổi vân rất nhiều. Ta sẽ cùng đi vào nhé. Cái mặt đoạn này vân gỗ nó quá VIP luôn, vân gỗ cực kỳ đỉnh cao, vân gỗ rất chi là VIP, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%, do Thành Luân chúng tôi là chọn lọc từng thanh gỗ một, từng những cây gỗ lớn để sản xuất ra cái sản phẩm này. Và cái phần vách tựa này Thành Luân chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay. Phần vách tựa này cũng rất chảy, và riêng với bộ ghế này là cái phần vách tựa này và ván mặt dày đậu 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân, cột dày 7 phân và rộng 12 phân, chân 12, rất chi là đẳng cấp và rất chi là dày dặn. Đây là một siêu phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Thành Luân. Khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình là 0967 110389 và 0972 770888. Đẹp từ đầu đến cuối, từ chân cho đến mặt. Vân gỗ được chọn lọc từ A đến Z. Phía sau cũng như phía trước luôn. Vân gỗ này nó quá đẹp luôn. Clip quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại đầu thôn Ngã Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và phía bên cạnh đây chúng tôi đang bọc một bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim yếm cong cho một khách hàng thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo là những chiếc đôn. Chiếc đôn chúng tôi chỉ quay sơ qua là quý vị có thể nhìn thấy vân nó đẹp thế nào. Đây là một chiếc đôn đầu bàn, đôn kẹp đầu bàn, vân rất đẹp. Để cái bộ này chúng tôi khi hoàn thiện lên thì nó đúng là một siêu phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Khi hoàn thiện lên thì cái vân nó rất chi là đẹp. Và các sản phẩm này chúng tôi là đa số là hoàn thiện bằng vec ly. Chiếc ghế đơn này cũng vậy, quý vị có thể thấy được nó rất đẹp, rất đặc chất của đỉnh cao, vân gỗ rất đẹp. Mọi thông tin chi tiết khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại, hoặc đến trực tiếp hai cơ sở của Thành Luân,
Cơ sở 1 nằm tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. À, xưởng sản xuất chúng tôi nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. À, cơ sở 2 chúng tôi số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Rất đẹp, rất tình cảm. Và phía trong đây là một chiếc kệ tivi mà có mua này. Chiếc kệ tivi này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng đến từ Nghệ An. Chiếc kệ này cũng cực kỳ là dày dặn, rất chi là VIP luôn, vân thửa chọn lọc đẳng cấp đỉnh cao. Và cái mặt của cái kệ này chúng tôi là nằm bằng tất bằng phẳng, không làm cao thấp, rất đẹp, rất chi là đẹp. Chiếc kệ này của khách hàng ở Nghệ An đã đặt hàng, và bộ bàn ghế này của khách hàng ở Hải Phòng. Và thay mặt Đỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi, ủng hộ, và mọi người cùng đăng ký kênh của Đỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.